rất bất ngờ. Rất hay Ngọc Thủy. Cứ điểm rất ra Ngọc Thủy nhưng không thể đánh bại như 1-2 hết. Rồi dành cho các cầu thủ Cộng Hòa và bàn thắng đã được mở 1-0. Người ghi bàn là toàn công. Và thì không tốt như này hơn và anh đã chứng mạnh. Văn Cường ơi, ý đồ là rất tốt nhưng cậu phải áo đen đã kịp thời lui về. Hơi nhẹ. Cậu Thủy. Rất hay cơ ơi. Và dữ điểm của Cậu Thủy là quá hiền. Văn Cường. Văn Hòa cơ ơi. Rồi dành cho các cầu thủ Cộng Hòa nhưng không có bàn thắng dành cho các cầu thủ Cộng Hòa, đó là một tình huống dứt điểm thực sự là quá cầu ta. Văn Hòa thấy yếu cơ nhưng đó là một pha dứt điểm đi xa ngoài. Sẽ có một tình huống phạt góc, thực sự là bóng được đá đến tận gôn rồi. Văn Cương và bây giờ là Văn Hòa. Nhưng đường chuyền bóng vào của Văn Hòa là hơi nhẹ, phải dứt điểm. Một chạm bóng vào, hai cơ hội liên tục của cầu thủ Kinh Môn. Bóng vừa rồi cắt qua mặt luôn. Rất hùng hồn. Mất bóng nguy hiểm, cơ hội Văn Toàn đưa bóng vào. Văn Hòa cơ hội. Và bàn thắng thứ hai, một pha ghi bàn thực sự là rất đẹp mắt của Văn Cường. Và chúng ta hãy cùng xem lại pha ghi bàn vừa rồi. Văn Hòa đã không dứt điểm mà nhả ngược cho Văn Cường. Văn Cường không cần quá nhiều đà, bằng chân và
bằng chân vào. Mặc dù huấn luyện viên Cộng Hòa đã có thể chạm bóng vào tay. Văn Hòa ơi, pha đi bóng của Văn Hòa đã vượt qua được sự chi cản của hai cầu áo đen. Nhìn gầy bóng cuối cùng thì gầy bóng cuối cùng là hơi dài và cầu đã trôi qua. Và đi bóng là rất nguy hiểm rồi dành cho thủ Kinh Môn Cao Anh Huy. Rồi, nhưng có vẻ như chân của cho anh đi bạn phải chơi một trận sân 11 và cũng là thực sự là rất không thể đến với vị trí của cầu thủ phản công nhanh dành cho cầu thủ Kinh Môn. Văn Hòa ơi, cần phải nhanh hơn, bóng vẫn đang trong chân của Văn Hòa và cú dứt điểm của Văn Hòa không phải, không vào. Thực sự là một ngày mà các cầu thủ Kinh Môn đang tỏ ra rất vô duyên. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bỏ lỡ cầu vừa rồi, đó là một tình huống chuyền bóng của Văn Hòa. Không vào, người sút cũng hay và người bắt cũng tài. Đã cùng xem lại pha quay chậm vừa rồi, đó là tình huống Văn Hòa đã Văn Hòa không vào. Phần điểm của toàn cốc lại thế dành cho cầu thủ Kinh Môn. Văn Hòa ơi, nhưng lần này thì bàn thắng đã đến với Văn Hòa. Tưởng chừng như bóng đã cao hơn so với khung thành, bóng đã từ từ đi vào lưới và chúng ta hãy cùng xem lại. Cộng Hòa một cuộc đua ngược dòng rất hấp dẫn.